Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Bộ Nội vụ Maroc cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất mạnh tối 8 tháng 9 đã lên đến 632 người, trong khi đó có 329 người bị thương. Trận động đất xảy ra với tâm chấn tại dãy 2 Atlas ở Maroc lúc 23 giờ đêm 8 tháng 9, tức 5 giờ sáng ngày 9 tháng 9 giờ Hà Nội, làm rung chuyển nhiều thành phố, phá hủy hàng loạt nhà cửa, buộc người dân phải chạy ra đường lánh nạn. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, đây là trận động đất mạnh nhất từng tấn công quốc gia Bắc Phi này trong một thế kỷ qua. Truyền thông Maroc nói đây là trận động đất mạnh nhất nước này trong lịch sử. Trận động đất này gây nhiều thương vong nhất tại Maroc kể từ thảm họa năm 2004 ở vùng gần An Hoceima, vùng núi Rif ở phía bắc nước này, khiến trên 600 người thiệt mạng. Trong thông báo cập nhật con số thương vong qua truyền hình, Bộ Nội vụ Maroc kêu gọi người dân bình tĩnh. Trước đó, một quan chức địa phương cho biết hầu hết các nạn nhân tập trung ở các khu vực núi cao, khó tiếp cận. Thành phố Marrakech là địa điểm gần nhất vùng tâm chấn. Động đất đã làm sập nhiều tòa nhà ở thành phố cổ được UNESCO công nhận là di sản thế giới này. Các địa phương khác bị ảnh hưởng bao gồm An Haou, Aouzazate, Azilat, Chichaour và Taroudan. Theo lời kể của các nhân chứng, có nhiều đợt rung chấn kéo dài khoảng 20 giây. Những đoạn video do người dân Maroc ghi lại cho thấy các tòa nhà biến thành đống đổ nát và bụi bặm. Một phần của bức tường đỏ nổi tiếng bao quanh thành phố cổ Marrakech, di sản thế giới được UNESCO công nhận, đã bị hư hỏng. Khách du lịch cùng người dân địa phương đã la hét hoảng sợ và bỏ chạy khỏi các nhà hàng trong thành phố. Hiện công tác cứu hộ đang gặp rất nhiều khó khăn. Người dân Marrakech phải đào bới đống đổ nát bằng tay không để tìm kiếm người mắc kẹt, trong khi chờ đội ứng cứu. Nhân chứng cho hay rất nhiều người dân quyết định qua đêm ở ngoài đường để đề phòng dư chấn. Các bệnh viện ở Marrakech đang tiếp nhận lượng lớn người bị thương. Trung tâm truyền máu và huyết học Maroc đang kêu gọi người dân hiến máu để giúp đỡ các nạn nhân của trận động đất. Theo An Ola, các đội cứu hộ đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do trận động đất đêm vì những con đường gần đó đã bị hư hại. Maroc nằm ở Bắc Phi, giáp biên giới với Algeria ở phía đông, đối diện Tây Ban Nha qua eo biển Gibraltar. Quốc gia này có diện tích 446.000 km2, dân số 35 triệu người. Núi Atlas được xem là xương sống chạy từ Tây Nam đến Đông Bắc nước này. Hầu hết vùng phía Đông Maroc là sa mạc Sahara thưa thớt dân cư. Casablanca là thành phố lớn nhất Morocco, đồng thời là cảng chính của đất nước. Lãnh đạo nhiều nước đã gửi lời chia buồn và bày tỏ sự đoàn kết với người dân Maroc sau trận động đất kinh hoàng. Trong phát biểu khai mạc hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tại Ấn Độ sáng ngày 9 tháng 9, Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi đã chia buồn trước những thiệt hại về người do động đất gây ra ở Maroc, đồng thời cầu mong tất cả những người bị thương sẽ sớm hồi phục. Ông khẳng định Ấn Độ sẵn sàng hỗ trợ Maroc trong thời điểm khó khăn này. Qua mạng xã hội X, trước đây là Twitter, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong trận động đất kinh hoàng tại Maroc. Ông viết, vào thời điểm khó khăn này, suy nghĩ của chúng ta đều hướng về các nạn nhân của trận động đất kinh hoàng. Xin chia sẻ với những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai này. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng gửi lời chia buồn tới người dân Maroc. Khi đang tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Ấn Độ, bà von der Leyen nói, trái tim tôi hướng về người dân Morocco trước trận động đất khủng khiếp cướp đi sinh mạng của hàng trăm người đêm qua. Bà von der Leyen gửi lời chúc mừng đến gia đình nạn nhân và sự cảm ơn đến đội cứu hộ. Ngày 9 tháng 9, phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Stefan Dujarric cho biết Liên Hiệp Quốc sẵn sàng giúp đỡ chính phủ Maroc sau trận động đất. Ông Dujarric nói, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres vô cùng đau buồn khi biết tin về trận động đất xảy ra ở Maroc khiến nhiều người thiệt mạng. Tổng thư ký bày tỏ tình đoàn kết với chính phủ và người dân Maroc trong thời điểm khó khăn này.
Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna viết trên X, trước đây là Twitter. Chúng tôi hướng về các nạn nhân và gia đình họ. Chúng tôi ngưỡng mộ những người cứu hộ đang không mệt mỏi giúp đỡ những người bị thương. Ngay sau trận động đất, Đại sứ quán Pháp đã mở một trung tâm xử lý khủng hoảng ở Maroc, nơi có 30.000 công dân Pháp sinh sống. Bộ Ngoại giao Ai Cập đã bày tỏ lời chia buồn chân thành tới Vương quốc Maroc và những nạn nhân của trận động đất kinh hoàng xảy ra ở một số khu vực và thành phố của nước này. Ai Cập khẳng định tình đoàn kết hoàn toàn với Vương quốc Maroc, chính phủ và người dân trước những hậu quả tàn khốc của vụ động đất kinh hoàng và thảm kịch đau thương, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và cầu mong tất cả những người bị thương nhanh chóng bình phục. Cơ quan địa vật lý của Maroc cho biết trận động đất xảy ra ở khu vực Aigil thuộc vùng núi Hai Atlas và có độ lớn 7. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ thì cho biết trận động đất có độ lớn 6,8 với chấn tiêu tương đối nông 18,5 km. Rung chấn có thể cảm nhận được ở thủ đô Rabat, cách dãy Hai Atlas 350 km về phía bắc. Jonathan Stewart, giáo sư kỹ thuật dân dụng và môi trường của Đại học California, Los Angeles, Mỹ, nhận định sẽ có thêm nhiều dư chấn mạnh sau trận động đất đêm 8 tháng 9 ở Morocco. Ông cho biết có một khả năng khác nhỏ hơn là trận động đất đêm 8 tháng 9 báo trước cho một trận động đất mạnh hơn. Chuyên gia Stewart lưu ý, dù trận động đất ở Morocco yếu hơn 30 lần so với trận động đất 7,8 độ Richter xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu năm nay, nhưng vẫn phải giải phóng một lượng năng lượng cực lớn và có khả năng gây thiệt hại đáng kể. Ông chỉ ra tâm chấn của trận động đất Morocco nằm ở khu vực giữa mảng kiến tạo. Điều này tương đối bất thường đối với một trận động đất lớn. Theo ông, hệ quả của trận động đất Morocco có thể tồi tệ hơn nếu tâm chấn ở gần Marrakech hơn. Hồi đầu năm nay 2023, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, Syria ghi nhận khoảng 50.000 người tử vong trong thảm kịch động đất hôm 6 tháng 2. Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất trên thế giới với độ mạnh 7,8. Hôm 22 tháng 2, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Süleyman Soylu cho biết số người thiệt mạng do trận động đất mạnh 7,8 độ là hơn 43.000 người. Tại Syria, thiệt hại tập trung chủ yếu ở vùng Tây Bắc, nơi phe đối lập kiểm soát, với hơn 4.500 người chết, theo Liên Hiệp Quốc. Trong khi đó, chính phủ Syria ghi nhận hơn 1.400 người thiệt mạng trong khu vực kiểm soát, nâng tổng số người chết do thảm họa ở hai quốc gia lên 49.000. Sau thảm họa động đất, trọng tâm của nỗ lực viện trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất ngày 6 tháng 2 đã chuyển sang giúp đỡ người sống sót. Họ đang phải vật lộn với cảnh không có nơi trú ẩn hoặc đủ thức ăn trong cái lạnh buốt giá. Trận động đất đã tàn phá nhiều thành phố ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, khiến nhiều người sống sót trở thành người vô gia cư giữa thời tiết giá rét. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 21 tháng 2 cho biết hơn 1 triệu người dân nước này đang phải sống trong các căn lều, container hoặc ký túc xá sinh viên. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã thừa nhận các vấn đề trong phản ứng ban đầu sau trận động đất, nhưng cho biết tình hình hiện đã được kiểm soát. Ankara bắt đầu xây mới khoảng 200.000 ngôi nhà ở miền Nam từ tháng 3, trong đó hơn 130.000 ngôi nhà tại các tỉnh chịu thiệt hại nặng nhất, gồm Hatay, Karamanmaraş và Malatya. Những tòa nhà mới sẽ được xây trên nền đất chắc chắn với thiết kế phù hợp, xa các đường đứt gãy và gần về phía núi hơn, cao không quá 3-4 tầng. Các chuyên gia kinh tế nhận định Thổ Nhĩ Kỳ cần tới 100 tỷ đô la để tái thiết nhà ở và hạ tầng công cộng. Thảm họa ước tính khiến kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ mất 1-2% tăng trưởng trong năm nay. Những tổn thương trận động đất để lại không chỉ về tính mạng kinh tế mà còn là ám ảnh về tinh thần. Những vết thương trên cơ thể sẽ lành lại, nhưng nhiều bệnh nhân đã bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn bởi tất cả những cú sốc mà họ đã trải qua trong trận động đất. Theo Reuters, các gia đình ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria nói họ và con cái phải đối phó với hậu quả tâm lý của trận động đất. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào.
Xin chào và hẹn gặp lại!